Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu mình tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 8 năm 2022 và cũng là tối của 15 tháng 7 âm lịch và cũng là lễ Vu Lan. Thì em cũng xin được phép chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày lễ Vu Lan thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp. Với cái giá hôm nay cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp cho sân vườn của nhà mình. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ có những cái mặt hàng giảm giá cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị thấy là lô hàng hôm nay về vừa mới về và cực kỳ là đẹp luôn. Bình thường là kiều vuông cánh trắng giá tầm 250 cho hàng đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì hàng của ngày hôm nay ạ, em chỉ bán với giá có 220.000 cho 1 kg thôi. Đảm bảo cô chú anh chị là hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Hàng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng cái thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Với những cái chùm hoa trắng kiều vuông cánh trắng, họng vàng như những chiếc đèn lồng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái cây dáng hương đuôi sóc, lá xếp cực kỳ là xinh ạ. Cây hàng về tươi, giói và căng mướt luôn. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Khá là lâu rồi thì hôm nay bên em mới về những cái cây bạch nhạn. Cây khá là lớn của chú chị này. Cho ai yêu mến cái dòng hoa trắng với hương thơm nhẹ nhàng cực kỳ là quyến rũ ạ. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Và cây hoàng bạch nhạn hôm nay thì khá là lớn của chú chị nhé. Với 0,3 thì cô chú anh chị sẽ được khoảng tầm, em nghĩ là khoảng tầm 8 cho đến 10 cây, em nghĩ là như vậy bởi vì cây này khá là lớn cô chú anh chị ạ. Và sang bên này thì lô quế tím, hôm nay thì em về cập bến một cái lô quế tím mới nhá. Và cái lô hàng hôm nay thì cây cũng khá là lớn cô chú anh chị ạ. Cây lớn và rất là đẹp luôn. Em bán quế tím với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Nói chung cái dòng quế tím này thì cái mùi hương của nó em nghĩ rằng là có thể sánh cái dòng hoàng nhạn. Bởi vì em với cảm nhận của bản thân em ấy, cái dòng quế tím ấy, hoa của nó giống mùi hương của tam bảo sắc nhưng mà nó đậm đà mùi hương hơn. Và em riêng bản thân em thì lại rất là thích cái mùi hương của dòng tam bảo sắc. Là cái mùi hương của cái dòng quế tím này thì nói chung là cũng rất là quyến rũ tuyệt vời luôn. Và với những cái bông hoa sắc tím rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đấy, sắc tím hồng đậm rất là đẹp, bông hoa như tam bảo sắc nhé. Và vài thân cũng đã tạo nên một cái giò quế tím rất là đẹp rồi ạ. Đấy, em xin nhắc lại giá chỉ có 150.000 cho 1 kg. Hàng thì rất là tuyệt vời cho ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng hoàng thảo hoàng lạp. Một cái loại lan mà có thể nói coi như là nó gần như là chịu nắng 100% luôn. Đấy, cây thì rất là tươi, rất là nhiều thân lá và hành căng mực cực kỳ là xinh. Em bán hoàng lạp 130.000 cho 1 kg. Sang bên này đây thì em có lô hoàng nhạn mới về cô chú anh chị này. Hoàng nhạn tháng 4 ạ. Người ta coi thì như là cái dòng dáng hương thì có lẽ là không có, gần như là không có loại lan nào nó thơm hơn hoàng nhạn đâu cô chú anh chị ạ. Đó, hoàng nhạn tháng 4. Coi là chị em song sinh với dòng hoàng nhạn tháng 8. Riêng cái dòng hoàng nhạn tháng 8 thì giá thì phải nói là siêu đắt đỏ luôn. Giá trên thị trường hiện tại thì mỗi cây hoàng nhạn có thể lên vài trăm nghìn, rất là nhỏ thôi. Còn dòng hoàng nhạn tháng 4 thì xét về mặt bông cũng như cái độ thơm thì không khác gì cô chú anh chị ạ. Nên là em nghĩ rằng là thay vì sưu tầm hoàng nhạn tháng 8 chỉ khác mùa hoa thì mình có thể sưu tầm những cây hoàng nhạn tháng 4 này cũng rất là tuyệt vời. Em bán với giá 600.000 cho 1 kg. 1 kg em sẽ bán từ 0,1 kg ạ. 0,1 kg ấy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. Và những cây thì nói chung là đã được chọn lựa rất là kỹ rồi nên là mỗi một lần khách hàng lấy về thì đều cảm thấy, em nghĩ rằng là khách hàng sẽ rất là ưng ý.
đa số là ưng ý cô chú anh chị nhé, trừ những cái khách nào mà gọi là khó tính quá, xét nét quá với những cái cây hàng rừng thì mới chê thôi, chứ còn cái dòng hoàng nhạn như thế này thì không thể chê nào điểm nào được cô chú anh chị ạ. Đó, cây rất là đẹp luôn. Sang bên này đây thì em có cái dòng dáng hương đuôi chồn, cây hàng hôm nay về rất là lớn cô chú anh chị ạ. Đó, cái lô hàng hôm nay thì hàng hôm nay thì phải nói là đuôi chồn hôm nay thì không thể nào mà chê vào đâu được ạ. Dáng hương đuôi chồn 180.000 trong 1 kg, những cây đuôi chồn này chắc chắn một điều nó sẽ cho những cái chùm hoa cực kỳ là tuyệt vời luôn. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam, cái dòng hàng mà với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ. Cái dòng hỏa hoàng cam này cô chú anh chị này, cây rất là xinh. Em bán với giá 300.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là nó rơi vào khoảng tầm 60.000. Cô chú anh chị có thể sưu tầm những dòng hỏa hoàng cam rất là đẹp rồi nhá. Bởi vì cây này nó bản chất nó là cây nó không phải là dạng cây lớn như những cái dòng dáng hương khác cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này thì em có đây, em có một cái lô kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Cái lô này thì rất là nhiều luôn, chỗ này thì có lẫn một ít hài nữa này cô chú anh chị này. Lẫn một nhánh hài Henry và một nhánh trinh bạch, nói chung là đa số là kim điệp xuân thôi. Cái lô này em bán với giá 80.000 nhá. Hoàng thảo ý ngọc ạ, một cái lô rất là nhiều, 50.000. Và ở bên này thì em có ở đây này, em có một cái cây mẹ con đuôi chồn siêu to và hàng lá xếp cực đẹp luôn. Tuy nhiên thì em sẽ cho thêm cái cây này, nó cũng vừa vừa thôi để cô chú anh chị có thể làm một chậu rất là đẹp nhá. Một cái hình đuôi chồn cây rất là khủng, cái mẹ con như thế này này mà lá xếp nữa rất là đẹp, em bán 140.000 cho cái cặp mẹ con đuôi chồn này cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có một cái lô kiều vàng. Một cái lô kiều vàng đây cô chú anh chị này. Lô kiều vàng này thì em bán thanh lý cô chú anh chị ạ. Hàng này thì tại vì nó ít thân lá nên em sẽ bán thanh lý luôn. 40.000 cho cái lô kiều vàng này này. Và bên này thì em có một cái hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Coi là đệ nhất hương ạ. Hiện tại thì một cái cây này đang có hai cái ngồng nụ này, một mẹ hai con cô chú anh chị nhá, đang hai ngồng nụ và thêm một cái cây này nữa. Đó thì hình dáng hương quế tím, dáng hương quế trắng tháng 8 này thì em xin phép được bán nó với giá 230.000 cho hình quế lan hương này cô chú anh chị. Sang bên này thì em có những cây đai châu. Đai châu rừng Bắc trụ, hàng thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 8 cây trên 1 kg cô chú anh chị ạ. Hàng cây lá mít xếp, cây khô ráo cô chú anh chị mua cực kỳ là lợi cân luôn. Tầm bây giờ cô chú anh chị về trồng thì đến Tết mình sẽ có những cái giò lan gọi là ra rễ ổn định, cũng như là sẽ cho nụ cho hoa để cô chú anh chị được thưởng thức hoa nhé. Những cây đai châu rất là đẹp như thế này ạ. Đủ độ lớn đây. Năm trước nó đã cho hoa rồi nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm là năm nay về thì chơi hoa đẹp nhé. Bán với giá 320.000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây sẽ là dòng đai châu hồng gấm. Một cái dòng châu lai cây siêu to khổng lồ cô chú anh chị này. Một cái dòng châu lai đẹp một cách xuất sắc luôn. Đó, đẹp ạ. Với những cái bông hoa đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Cây thì ở đây cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Đấy, rơi vào ít nhất là 7 cặp lá cô chú anh chị ạ. Và những năm trước thì đã có rất là nhiều năm nó cho hoa rồi ạ. Và một cái chậu châu hồng gấm như vậy thì em xin phép bán với giá chỉ có 210.000 thôi cô chú anh chị nhá. 210.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây châu đỏ sắc pháo. À đây, những cây châu đỏ sắc pháo cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Mỗi một cây châu như vậy cũng sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Và hàng bản lá mít xếp, lá dày cộp, bản lá gân cực kỳ là đẹp luôn. Kẻ gân rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đấy ạ. Đó, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô hàng rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể mua về làm quà tặng. Hàng chơi hoa Tết tuyệt vời nhá. Những cây đai châu màu đỏ sắc pháo ạ. Ra rễ rất là đẹp luôn rồi. Hàng thợ trồng thuần sẵn trong chậu gỗ rất là đẹp. Với giá em bán là 220.000 cho một cái cây châu màu đỏ sắc pháo này. Cây rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Còn sang bên này đây sẽ là châu màu hồng cánh sen. Dạ, màu hồng cánh sen. Cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị nhá. Cũng là những cây mà những năm trước nó đã cho hoa rất là đẹp rồi. Đó, một hồng cánh sen như vậy cũng với giá là 220.000. Nói chung là đỏ sắc pháo hay hồng cánh sen thì hiện tại là cái cây hồng cánh sen ấy thì được đánh giá với cái giá nó cao hơn so với màu đỏ sắc pháo. Tuy nhiên thì em thấy là đỏ sắc pháo hay hồng cánh sen thì cô chú anh chị có thể thấy là nó đều là những cái cây lan gọi là rất là đẹp, chơi rất là phù hợp cho những ngày Tết ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là em có cái dòng lan hoàng long bào nhé cô chú anh chị nhé.
Dòng lan hoàng long bào lá biên, cái lá biên hay còn gọi là lá phát tài, cái dòng lan gọi là tượng trưng cho tài lộc và may mắn đấy ạ. Và cái dòng này ấy, thì người ta quan niệm rằng những cái cây lan như vậy nếu như hàng rừng thì nó cực kỳ là đắt đỏ luôn, bởi vì người ta quan niệm rằng cây này ấy, là cái cây mà có thể mang lại cái sự may mắn cũng như là sự phát tài thịnh vượng cho gia chủ ấy, cô chú anh chị. Nên nếu như hàng rừng thì nó cực kỳ là đắt luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì không chỉ đẹp với cái thân lá thôi mà cái sắc hoa cũng rất là tuyệt vời như thế này. Đó. Dòng địa lan hoàng long bào ạ. Em bán một chậu như vậy với giá là 160 cho một chậu nhá. Và cây chậu sẽ rơi vào ít nhất là 3 cây cô chú anh chị này, rơi vào ít nhất là 3 cây rất là đẹp luôn. Đó. Và cũng là dòng địa, dòng lá phát tài thì ở đây thì em còn có một cái cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài. Cây này thì có 3 nụ đấy. Tuy nhiên thì hiện tại là nó bị gãy mất một cái ngồng nụ và bây giờ còn có đang có 2 ngồng nụ. À, hoa này thì em nghĩ đây, cái chậu này có 2 cây chứ không phải là 1 cây cô chú anh chị ạ. Này ạ, bên này một cây nữa này. Đấy, vẫn có đủ 3 ngồng hoa, một cái chậu này là có 2 cây luôn cô chú anh chị nhá. Đây, cây bên này đang có một ngồng nụ nữa. Đó, và cái chậu này thì em xin phép bán 60.000 thôi. Đấy, một chậu mà 2 cây. À, cô chú anh chị mua cực kỳ là hời luôn này. Và bên này là cái cây hồ điệp vàng công chúa. Một cái cây hồ điệp vàng công chúa này hiện tại đang có 2 cần nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe, cái bộ rễ của nó rất là khỏe luôn. Đây là một sắc hoa của dòng lan hồ điệp vàng công chúa của chú anh chị, là một sắc nó sáng vàng nên là những cái hàng này á, thì bình thường cái hàng để mà chơi Tết ấy, người ta cực kỳ là chuộng luôn nhá. Hiện tại thì nụ với nhú như này thôi cô chú anh chị ạ. À, nên là rất là tiện để mà có thể vận chuyển đi xa ấy cô chú anh chị, mỗi một cây ít nhất là 2 cần nụ. Em bán với giá là 60.000 nhá, cũng là 60.000 cho cái chậu lan như vậy. Hàng này thì cái độ bền của nó có thể lên đến trên 2 tháng nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng địa lan quân tử nhá. Cái dòng địa lan quân tử này chính là cái dòng sai đại, là những cái cây quân tử rất là lớn. Đây ạ, mỗi một cây quân tử như này là cây sai đại rất là to, rất là nhiều cặp lá luôn này cô chú anh chị này. Đấy, cây nào cây đấy rất là nhiều cặp lá nhá. Và cái dòng địa dòng lan quân tử này nó mang một cái tính phong thủy rất là tuyệt vời luôn. Và ngoài ra, ngoài cái tính phong thủy rất là tuyệt vời thì cái cây này, người ta thường là để cây này là người ta sẽ trồng trong nhà nhá. Nên là nó sẽ có tác dụng rất là tốt, đó là nó có thể giúp loại bỏ, tạo ra cái môi trường rất là trong sạch. Tức là nó sẽ trong lành, nó sẽ loại bỏ, giúp loại bỏ cái những cái không khí ô nhiễm, những cái bụi bẩn ở trong nhà ấy cô chú anh chị. Nói chung cái tác dụng của nó thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để search, kiểm tra thêm. Đó, một cái chậu địa lan quân tử như thế này. Em xin phép được bán nó, một cái chậu lan quân tử như vậy em xin phép được bán với giá 70.000 cho một chậu. Cô chú anh chị lấy từ 3 chậu em sẽ để giá là 200 nhá. 70.000 cho một chậu và 3 chậu giá sẽ là 200.000. Và em nghĩ rằng những cây này rất là phù hợp để cô chú anh chị trồng trong phòng khách, phòng làm việc hay là trồng ở trong phòng ngủ ấy, đều rất là phù hợp bởi vì nó giúp loại bỏ những cái sóng điện từ, những cái khí độc hại trong cái không khí rất là tốt nhé cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bảng châu như lưỡi bệt. Một cái dòng hàng mà có mặt bông em nghĩ rằng là rất là đáng sưu tầm. Châu như lưỡi bệt. Đẹp. Mặt hoa của châu như lưỡi bệt đấy nhá. Cái mặt hoa sổ trực tiếp tại vườn, chuẩn mặt bông cây giống như vậy đây. Mặt hoa rất là độc đáo và cực kỳ là đẹp luôn. Nó lưỡi bệt rất là đẹp nhá. Và cô chú anh chị có thể tin tưởng những cái bảng châu như này hoàn toàn chuẩn cây giống 100%, bởi vì tất cả những cái bảng như vậy đều được khắc tên và gắn thẻ rất là cẩn thận. Và một bảng như thế này rơi vào ít nhất là 5 thân cô chú anh chị ạ. Ít nhất là 5 thân rất là mập mạp và rất là khỏe và đẹp luôn. Em bán một bảng như vậy với giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, 140 cho một cái bảng châu như lưỡi bệt. Cái dòng này thì cây rất là khỏe nhá. Cây rất là khỏe và mặt bông thì cực kỳ là độc đáo. Một chậu thì rất là nhiều cây. Và sau bên này đây sẽ là những cái giò kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy này. Hàng đã thuần rồi cô chú anh chị nhá. Nhìn bảng như thế này cô chú anh chị có thể thấy rất là nhiều cây luôn. Có ít nhất là 10 thân tơ nhá. Hiện tại thì cây đã đứng ngọn hoàn toàn và đã bắt đầu là có những cái mắt nụ rồi. Và một cái giả hành như vậy thì có thể cho 2-3 chùm hoa. Nên là với một cái giò như vậy thôi, nhìn rất là đơn giản, khoảng tầm 10 thân như vậy thôi, nhưng mà khi mà sổ hoa thì đảm bảo cô chú anh chị là một cái giò, cô chú anh chị có một cái giò lan, một cái tác phẩm rất là đẹp để mà thưởng thức nhá. Một cái mùa vàng cực kỳ là tuyệt vời để thưởng thức luôn. Em bán là 140.000 cho một cái giò kim điệp xuân này cô chú anh chị này. Đấy, mỗi một giò như vậy ít nhất là 10 thân cô chú anh chị nhá. À, tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng đây. Đây là những cái cây lan nam. Ờ
Cát lai A, dòng lan cát một lá nhé. Dòng lan cát một lá, dòng bông đại ấy, cô chú anh chị, và được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Hoa thì to khổng lồ, độ to của nó là trên 10 cm cô chú anh chị ạ, bằng cả một cái bàn tay luôn ạ. Đấy. Mà một cái chậu như thế này thì cây rất là khỏe, ít nhất là 5 giả hành nhá. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này. 90.000 cho một chậu cái dòng dòng lan này nhá. Dòng cát lai A này ạ. Và đảm bảo một điều rằng cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào, chắc chắn một điều rằng cô chú anh chị cũng sẽ hết sức là hài lòng, bởi vì mặt bông nào nó cũng rất là rực rỡ cô chú anh chị ạ. Một cái những cái mặt bông phải nói là vô cùng là đáng thưởng thức luôn đó, dòng cát lai A vô cùng là đẹp. Ở bên này thì em có hai cái chậu hài Henry hàng đang nụ nhá. Đây ạ, cây hài Henry bây giờ nó đang nụ này, và một cái chậu hài Henry đang nụ như vậy đấy ạ. Thì em xin phép được bán có một nụ thôi nhá, một chậu có một nụ thôi. Em xin phép được bán nó với giá là 100.000 cho một cái chậu hài Henry với sắc hoa mang hình dáng những chiếc hài và tím rất là xinh đẹp. Và bên này đây sẽ là dòng hài Mousie xanh, cô chú anh chị cùng em ngắm cái chậu lan hài Mousie xanh đang nở đấy ạ. Đó, rất là đẹp mà rất là xinh luôn. Mỗi chậu hài Mousie xanh như thế này có ít nhất là 2 cây nhé cô chú anh chị nhé, ít nhất là 2 cây. Và em xin phép được bán nó với giá là 250.000 cho một chậu hài Mousie xanh. Cái dòng hài này cái độ bền của nó phải trên 2 tháng cô chú anh chị, ngắm hoa chán thì thôi. Bên này sẽ là Vân Nam, Vân Nam em bán là 120 cho một chậu. Bên này sẽ là Lecochilium, cái dòng hài mà cực kỳ là độc đáo và đẹp, cây mẹ con này rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé. Em bán là 150 cho một chậu Lecochilium này. Tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi với giá rất là yêu thương luôn ạ. À đây, em còn có những cái giò đen đô xuân chứ. Đen đô xuân này cô chú anh chị này. Đó, đen đô xuân cô chú anh chị thấy là hiện tại cây đã đứng hết ngọn rồi ạ. Đứng hết ngọn để chuẩn bị chờ hoa Tết hoa xuân rồi, 140 cho một chậu. Bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ, thân lá xếp đẹp tăm tắp như thế này cô chú anh chị nhá. Chậu rơi vào ít nhất là 3 thân. Đấy. 3 4 thân trở lên, nếu mà chậu nào mà có 3 thân thì nó sẽ cao dài nhá. Em bán với giá chỉ có 140 trong cái chậu trầm rồng đỏ này thôi, và cô chú anh chị biết rằng dòng trầm rồng đỏ hoa nở Tết ạ. Này sẽ là những cái giò lan mà em đã chia ra theo từng hình này. Này hôm nay thì em cũng sẽ có những thêm những giò quế lan hương. Hàng đã trồng sẵn thuần như thế này. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị, trước tiên sẽ là những cái lô kiều dẹt. Hôm nay em sẽ bán có giảm giá cái lô kiều dẹt này cô chú anh chị nhá. Kiều dẹt hình số 1 ạ. Hình số 1 này. Bình thường em bán là 160 thì hôm nay để giá 140. Đấy, hàng kiều dẹt thì đây là cái hàng dòng hàng kiều dẹt của rừng Việt Nam mình, nên là cô chú anh chị yên tâm là thứ nhất là cái mặt bông của nó rất là vàng, rất là đẹp. Thứ hai là những cái chậu kiều dẹt này đảm bảo cô chú anh chị một điều rằng nó sẽ cực kỳ là khỏe giống, chứ cũng không phải là khó trồng như là cô chú anh chị từng tưởng tượng đâu ạ. Những cái giò kiều dẹt này này, đây là những cái cây kiều dẹt mà hàng xấu, hàng thanh lý. Mà em không bán nên là em đã trồng vào đây này cô chú anh chị. Hiện tại lên mầm rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì cô chú anh chị lát nữa còn muốn lấy những cái giò thuần này thì lấy này. Đấy, thì em có bán hàng theo phần như thế này nhá. Đây, một cái hình như thế này với cô chú anh chị là một chậu to đẹp luôn. Với giá em bán chỉ 140 ạ. Và tiếp theo là hình số 2, cũng là một lô rất là nhiều. Một lô này thì cây nhỏ, được rất là nhiều luôn. Em bán 150 này. Bình thường là giá 180 nhá. À 160 chứ, cái hình là 160. Tiếp theo sẽ là hình số 3 với giá 160 á. Và hình tiếp theo hình số 4 với giá cũng 160, số 5 cũng với giá 160 và số 6 với giá 150.000. Đó, nói chung là dòng kiều dẹt thì cái lá nó mỏng ấy, nên là khi mà vận chuyển này, khi mà vận chuyển về ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị xuống lá, nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm cho em đây. Kể cả không có tí lá nào cây vẫn cứ lên mầm bình thường như vậy mà vẫn cho hoa cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị cứ yên tâm luôn giúp em ạ. Nè cô chú anh chị này. Khô cong queo vẫn cứ lên mầm bình thường đấy. Đây cô chú anh chị này. Đó. Đây ạ. Hình tiếp theo hình số 7 nhá. Hình số 7 này. Hình số 7 này thì em có một cái lô này đủ cô chú anh chị làm một giò cực xinh rồi. Thêm một dề này nó hơi ít lá nữa. Em bán cái lô này rất là nhiều luôn với giá chỉ có 150.000. Sang bên này sẽ là đây, bên này em có 2-3 cái giò kiều dẹt hàng thuần. Nếu như cô chú anh chị không tự tin có thể lấy hàng thuần này về để cô chú anh chị chỉ việc treo tưới hoa thôi, tưới để ngắm hoa thôi này. Cái chậu kiều dẹt này thì đang lên mầm này, thân mập khỏe nhá. Cái chậu này em xin phép bán 200, đó là chậu số 19, chậu 20. Chậu 20 em bán cũng với giá 200.000 cô chú anh chị này. Và chậu 21 này. 21 này với giá là 220.000. Đó, và sau bên này sẽ là hình số 9 là những chậu đai châu. Đây, những hình đai châu. Đai châu thì em có bán hàng cân bên kia. Cây rất là đẹp. Hoặc là cô chú anh chị mua theo hình này cũng được. Đây, hai cây châu rất là to. Có 160 thôi cô chú anh chị nhé.
160 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này em bán với giá là 190.000. Hình này có 3 cây trâu, 4 cây trâu rất là to nhé. Dạ. 190 thôi. Hình tiếp theo là hình số 11. Hình này cũng là 3 cây trâu. Đây. 3 cây rất là to, nhiều cặp lá đẹp như vậy với giá 140.000. Sang bên này sẽ là hai chậu đuôi cáo rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây đuôi cáo hàng lá xếp rất là đẹp này. Đó. Đấy, hàng trồng ở vườn nhà em và cũng không có gọi là kích nhiều, chỉ bón phân một cách tự nhiên thôi cô chú anh chị nhé. Bản lá, cây mọc lá xếp rất là đẹp luôn như thế này. Chậu này cô chú anh chị về trồng có thể tạo ra những tác phẩm đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Bản lá rất là to và cái chậu này có tất cả là 5 cây, 2, 4, 5 cây. Đấy, em bán với giá 250.000 ạ. Tiếp theo là hình số 3, hình số bao nhiêu? 13. Kia là 12, 4, 5 cũng là 5 cây cô chú anh chị nhé. Đấy, 5 cây rất là xinh như thế này. Lá xếp tăm tắp luôn. Em xin phép cũng bán 250. Và sang hình 14. Đây là bảng long tu xuân. Những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết nhé. Bảng long tu xuân này là 14. Em bán với giá là bao nhiêu ạ? Có 160.000 thôi. Cô chú anh chị có thể một suối hoa đẹp luôn nhé. Long tu xuân thì hoa cực kỳ là sai bông luôn ạ. 15, 160. Hình số 16 cũng là 160.000. Cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Hình số 17 ạ. Cây rất là khỏe và đanh luôn đây cô chú anh chị. Đấy, rơi vào khoảng tầm 10 mầm. Hình này em bán 150.000. Và hình tiếp theo hình số 18, 160.000. Và hình long tu xuân tiếp theo là hình số 22, với giá em bán 160.000 đây. Luột nà luôn ạ. Hình 23, 160.000. Đó, rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo 24, 160. Và hình 25 cũng với giá 25 với giá chỉ 150.000. Có một cái ngọn bị lỗi. Bên này sẽ là hoàng thảo vôi. Vôi thì nói chung là nó là một cái dòng lan mà về cái dòng hoàng thảo, so dòng hoàng thảo ấy ạ, thì nó chỉ đứng sau chùm thôi cô chú anh chị nhá. Cái giò vôi như vậy, đây mắt nụ đã chìm ở bên dưới rồi đây. Đủ ướp hương cả cái không gian luôn ạ. Cái giò này thì cũng phải trên 10 thân. Em bán cái giò vôi này với giá bao nhiêu ạ? Giò vôi số 26, 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Vôi 27. Vôi 27 này, thân dài đẹp. Cái giò này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? 140.000. À không, 150.000 ạ. Và vôi 28 cũng là 150.000 nhá. Và bên này sẽ là hình 29, em còn 3 giò vôi duy nhất thôi. Là một cái bảng giò hạc vĩ này. Em bán với giá 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số hạc vĩ. Hình số 30. Hình số 30 này em bán với giá 140.000. Và hình số 31. Này. Đây. Rất là nhiều thân luôn. 31 em bán là 120.000. Và hình tiếp theo hình số 32. Cái giò này vừa hạc vĩ, vừa thập hoa gì đó. Cái bà giò này em bán 130.000. Và bên này sẽ là trầm tím hàng rừng nhá. Trầm tím thì nói về cái hương thơm thì chắc là không có loại nào hơn cái thơm hơn trầm rồi. Dòng hoàng thảo ấy. Đây một cái giò trầm này em xin phép được bán 200.000. Hiện tại là 1 kg trầm hơn 1 triệu. Đấy, về trồng mùa này thì cô chú anh chị chưa chắc đã trồng thuần nổi. 200.000 ạ. Tiếp theo là hình số 34. 34 cũng rất là nhiều mầm. Em cũng bán 200. Thân mập nú luôn. Hình 35. 180.000. 180.000 cho cái bảng trầm này. Thân rất là mập. Hình tiếp theo hình số 36 cũng là một cái giò trầm. Thân rất là to, mập và dài luôn cô chú anh chị nhé. Dạ, cực kỳ là đẹp. Em bán cái giò trầm này thì giá cũng 200. Cái này thì em có hai giò quế lan hương ạ. Giò quế lan hương này em gọi là giò quế lan hương số 1. Giò này đang có 3 đầu ngọn. 3 đầu ngọn ở đây cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Đang có cần hoa này, đang có hai cái cần nụ nhá. Đó. Và giò quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 170.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là giò quế lan hương số 2. Đấy, cái cây này lá xếp và nụ rất là dài luôn này cô chú anh chị này. Đây. Em thấy là giò này chỉ có một cái nụ này thôi. Giò này nó vừa có quế lan hương vừa có tam bảo sắc tao ấy cô chú anh chị ạ. Đây, những cây bên này là cây tam bảo sắc ấy. Vừa rồi nó vừa nở hoa rồi ấy. Có một ít tam bảo sắc, một ít quế lan hương. Bên này hình như đâu là quế hết. Còn bên kia là tam bảo sắc sao ấy. Dạ. Cây lá xếp rất là đẹp. Đấy, giò quế lan hương này
Đây này, cây bên này là nở hoa trước đấy rồi, nó là tam bảo sắc này cô chú anh chị này. Bộ rễ của nó, còn cái lô bên này nó là quế lan hương nhá. Đây. Chỗ bên này nó là quế lan hương à. Giò này em xin phép được bán với giá là, đây ạ, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em nhé. Em bán với giá là 250.000 cho giò này. Đấy, nó rất là to luôn, nó có hai nhánh, hai nhánh hai bên rất là to cô chú anh chị ạ. Nhìn cái bộ rễ không, ngắm cái bộ rễ không đủ mê luôn rồi. Trồng thuần rất là lâu rồi ạ. Và sang bên này đây thì em có những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. À, quả mắc mật khô nhé, một cái đặc sản, cái gia vị rất là đặc trưng của vùng Cao Bằng ạ. À, đặc biệt là trong cái lễ Vu Lan như thế này, rằm tháng 7 như thế này thì ở chỗ em là không thể thiếu cái gia vị mắc mật này khi mà làm vịt cô chú anh chị này. Ví dụ như chân giò chẳng hạn, nói chung là rất là nhiều món khi mà cho cái mắc mật này vào thì tạo ra cái hương vị rất là độc đáo, rất là tuyệt vời luôn. 120.000 cho một túi 1 kg được rất nhiều cô chú anh chị. Túi hộp khô em bán với giá 100.000 cho một túi 1 kg, dễ mũ tần. Với giá là rễ mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu với giá 150, tầm gửi cây xanh 220, tầm gửi cây nghiến 190. Và măng lưỡi lợn em bán 200.000 nhá, hoàng tinh với giá 200.000 cho 1 kg ạ. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size nhá, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg. Giớn vụn với giá thể trồng lan rất là tuyệt vời với giá là 40.000 trong 1 kg. Rêu rừng với giá là 50.000 trong 1 kg, 1 kg được siêu nhiều ạ. Atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 nhá. Hồng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến với giá là 40.000 trong một lọ, liền da sẹo đen là 50.000 trong một lọ. Siêu dơ rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. Và Super thai cái hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ nhé. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng luôn, với giá em bán là 35.000 trong một lọ. Phân bón dạng túi lọc ạ. Cung cấp dinh dưỡng cũng như là kích rễ rất là tuyệt vời, với giá em bán là 35.000 trong cái hộp. Như vậy. Và bên này đây thì em có kim kim bun đặc trị thối nhũn với giá 25.000 trong một gói. Chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một gói. Và một túi như vậy là 1 kg với giá em bán 150.000. Và một cái hộp này cũng là 1 kg với giá 130 nhé. Bên này sẽ là cái sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này thì em xin phép được bán với giá là 35.000 trong một túi. Và riêng sản phẩm này cô chú anh chị có thể sử dụng để bón với cả giá thể, trộn hay là trộn với cả giá thể hay là bón nhé, trực tiếp cho cây. Và khi mà cô chú anh chị tưới nước thì những cái mẩu phân này nó sẽ không bị mủn ra, mà nên là nó sẽ tạo ra cái giá thể rất là thoáng, sạch, cũng như là nó tan rất là chậm, nên là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu dài để mà cho cây phát triển cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm này thì em thấy rằng là giữa dòng phân dê và dòng phân trâu thì dòng phân trâu này ấy, nó sẽ lành tính hơn rất là nhiều. Và cái dưỡng em thấy là trồng bằng phân trâu ấy, em thấy là cây phát triển nó ổn định hơn và cây nó không bị ảnh hưởng cái bộ rễ. Còn nếu như phân dê thì nhiều khi là nó có thể ảnh hưởng bộ rễ nhé, không cẩn thận là có thể bị đen rễ. Nhưng mà riêng dòng phân trâu này cô chú anh chị yên tâm giúp em, bởi vì cái hàng này đã xử lý rất là kỹ luôn rồi cô chú anh chị ạ. Đó, một cái sản phẩm một túi là 1 kg, một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo luôn. Em bán chỉ có 35.000 thôi ạ. Bên này thì em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 cho một lọ. Cái sản phẩm tinh dầu hồi này thì có thể giúp cho cô chú anh chị tạo ra cái loại bỏ, tức là nó có thể giúp cho cô chú anh chị loại bỏ những cái vi khuẩn trong không khí này. Có thể làm sạch không khí nhé, loại bỏ những vi khuẩn trong không khí. Đặc biệt là ví dụ như hiện tại thì như ở trên em thì hiện tại thì cái dịch Covid này này, như nhà em ấy thì khi mà bị Covid ấy, thì cũng thường sử dụng là cái tinh dầu hồi này này để cho vào cái nước đi, nước nóng ấy ạ, sông thì nó cũng tạo ra cái cảm giác cực kỳ là dễ chịu nhá cô chú anh chị nhá. Cái này thì nó cũng có cái kháng khuẩn ở bên trong rất là tốt cô chú anh chị ạ, mà giảm đau, có tác dụng là diệt khuẩn, làm sạch không khí cũng như giảm đau rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ, mà không gây nóng rát. Đây là một cái sản phẩm cực hoàn toàn từ tự nhiên và rất là lành tính luôn ạ.
em bán với giá là 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi như vậy. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.